Chào các bạn, chào mừng Hoàng Gia. Chúng tôi tiếp tục quay cho các bạn cái cây này của anh Phương. Anh đã làm và chuyển thành một cái cốt và đã hoàn thiện rồi. Bây giờ chỉ còn cái phần trồng thôi. Thì đây là cái mặt trước, đây là mặt trước này các bạn. Đó. Còn cây thì vào khu nghỉ dưỡng. Đây là mặt sau. Quanh quanh cái con này, quang quang đẹp. Đấy, về cái phần làm thì các bạn nhìn này, cái phần ở đây có cái phần cắt lớn này. Cắt lớn anh cắt và anh chuyển sang ghép sang vùng này. Còn chỗ này thì cái rễ trước là cái rễ đúng không anh? Cái rễ lao xuống thì anh tỉa và vét được thành một cái định hình cái tay. Định hình một cái tay thì bây giờ là hướng là anh sẽ làm một cây, anh sẽ làm cây ba vai đúng không? Ba thân luôn đi. Ba thân à? Em tưởng chỗ này là ba vai. Không, hạ xuống là nó là ba thân. Ừ. Nó tiếp xúc xuống đất. Ừ. Nó treo ở trên cơ mới là vai. Ừ. Nó trồng hơi dựng lại nó về phía này một tí. Thế thì cái thân chính thì cái tay một là định ở cái vùng này đúng không anh? Chưa, cái đồ phá này là cứ phải nuôi cho lên cho mới định hình. Vâng. Đó. Nói chung là anh vẫn còn để nhiều cái hướng tay mầm. Phải nhiều lúc bây giờ nuôi nó lên ổn định bắt đầu mình lấy mới lấy tổng thể hình cây được. Vâng. Bây giờ định hình cũng được nhưng nhiều lúc nó chưa nó chưa ổn, nó chưa ổn lắm đúng không? Bởi vì là nó còn chưa biết là cái hướng nó phát triển theo cái chiều hướng nào. Không phải để nó bật mầm đã bắt đầu mình chọn mầm. Ừ. Đấy, đây là một. Với thứ hai là cái vùng ghép này thì ok, chuyển thành một cái hướng cây mới rồi. Thế còn cái vùng này này. Đấy, cái vùng bệ nó hơi xấu. Ban đầu đó là cái dạng chữ V. Rõ ràng ở đây thì cũng nhân cái đầu cành ở cái khu này anh chuyển xuống đây. Đó. Vừa đầy bệ ở chỗ ý, đây là một. Với thứ hai nữa là có thêm được cái mầm ở chỗ này thì biết đâu đến lúc về sau thì có thể tính thành một con tử nhỉ, biết làm sao được. Ba thân thôi, trước mặt thì mà con tử đứng trước mặt thì nó che hết mặt chơi thì anh em mắng cho. Thì chém thì cứ chém thì làm sao? Sao nói mà không đúng là bị anh em nói đấy. Thì nói chung chém là chém phải nói đúng. Tôi nói trêu vậy thôi. Cái chỗ này thì anh ấy xử lý cái vùng cái đấy là xử lý để vùng cho bệ cho nó nhìn nó tự nhiên. Cái dễ có cành. Vâng. Chứ không phải là cái cành, cái đấy là chính cái to này là cái rễ này. Đây cái rễ vùng này đúng không anh? Ừ, cái rễ ở đây xuống này. Rồi. Và cái cành nó dính giáp vào rồi gọi là rễ có cành. Rồi. Chứ không phải là cái cành ấn vào đâu. Đúng rồi. Chính cái đấy là nó là cái rễ đó. Chẳng qua là anh để cái cành này để cho cái rễ nó phát triển cho tốt thôi. Đó. Thế về thì tôi sẽ ghép thành một clip nó hoàn chỉnh cho cái phần mà từ đầu. Đấy, thế nhưng bạn thấy là cái cây này nó biến nhiều so với cái đoạn đầu không? Nhiều đó. Đấy. Nói chung anh em có nghề có hơn. Đấy, ví dụ sử các cái vùng rễ này. Cái vùng rễ này là ban đầu nó lao xuống đây này. Đó. Thì là anh ấy đục hết, bỏ hết cái vùng, cả cái vùng rễ phía đằng sau này, phía gầm này. Đây trống bắt nó ăn từ dưới. Đấy. Để thứ nhất là tạo hình ở cái vùng của cái vùng thân chính này nó sâu cây hơn là một. Với thứ hai đó là cái dinh dưỡng ấy nó sẽ lấy từ các cái vùng rễ chính và nó ăn vào cái phần vùng thân chính này để nuôi cái thân này cho nó phát triển tốt và đều, bỏ tình trạng là rễ lấy rễ làm thân. Đó. Thế về sau thì đây những cái vùng này này, những cái vùng rễ này và cái hướng này nó sẽ phát triển. Thế sau thì sẽ tính cái phương án về sau này khi mà các cái tay mầm nó đã to và nó phát triển nó nhiều thì lúc ấy chọn mầm kỹ và định hình lại một lần nữa.
hay là ví dụ giả sử như là cái vùng vùng rễ này, rễ này thì anh vẫn giữ, bởi vì lý do này. Cái mầm này là cái mầm là mầm vắt, thì đâm ra là vẫn giữ cái để nó nuôi tạm thời trong giai đoạn này, về sau cái này nó ổn và dinh dưỡng từ đây sang khỏe thì ngắt đi. Nói chung là cái cốt xi này định hình như này là thành công. Lại chụp như này trong gửi cho Hùng Ừ. 78 Mấy phôi đều mua của anh Hùng 78 à? Này, lúc anh Hùng 78 xem được cái clip này thì tiếc hả? Biết thế mình học thì mình làm nhảy đúng không? Câu chuyện nói vậy nó khó các bạn. Ăn hay thua thì vẫn là cái vấn đề kỹ thuật thôi. Tùy từng người đánh giá về cái cốt ban đầu xong rồi định hình thay đổi nhà cho sao cho nó hợp lý. Đó. Thế, clip thì cũng đã dài, nếu có điều kiện và các bạn muốn quan tâm trực tiếp đến những cái phôi này hoặc là các cái cốt phôi khác thì mời các bạn đến chỗ vườn của anh Tuấn thầy chùa ở Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội. Ở đây thì có rất nhiều cái cốt hoành tráng hơn nhiều để các bạn coi cũng như các bạn ngắm thưởng lãm giao lưu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào. Đấy, tính bác Phương bác đang tính cốt mới ấy. Phôi về nhiều đau hết cơ đầu. Gì mà đau, Xong mẹ nó vào khuôn rồi, thế mà nhắc rồi anh. cái gì.